Xin chào anh Nguyễn Văn Đợt ở Bình Dương và xin chào các bạn. Hôm nay anh Đợt có đặt hàng với mình là một nguồn 24V 1A. Thì số lượng 1 thì với giá sản phẩm bên em bán hiện tại đang là 45.000. Tiếp theo là một động cơ phun xương 24V DC 12 led. Thì số lượng 1 với giá sản phẩm bên em bán là 100.000 đồng. Thì tổng sản phẩm bên cả hai sản phẩm kèm theo tiền ship khi anh nhận được hàng sẽ là 145.000 anh nhé. Ok. Thì khi anh nhận được hàng sẽ bao gồm là một cực nguồn 24V 1A như thế này. Đấy. Và một cục phun xương 24V DC. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo như trên đây về video. Và các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee đặt hàng. Shop mình có tên là Linh Kiện 79. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới cũng được nhé. Ok. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua một chút. Thì động cơ phun xương này được làm bên ngoài bằng chất liệu bằng kim loại anh nhé. Đấy. Ở trên sẽ gồm có là 12 bóng led để tạo nên màu cho màn xương. Ở giữa sẽ là một cái màng siêu âm để đánh tạo nên hơi xương. Và đây anh có thấy không ạ? Đây là một cục cảm biến nước. Rồi thì em sẽ sử dụng nguồn 24V của mình để test sản phẩm luôn anh nhé. Đấy thì sau khi chúng ta cấp nguồn vào nó sẽ tạo ra xương. Thì với cục phun xương này thì chúng ta sẽ thích hợp cho cái mặt nước cách cái cảm biến của chúng ta khoảng tầm từ 1 đến 2 phân hoặc là 3 phân. Và khi chúng ta gần nước nó qua cái vạch kiểm biến thì nó sẽ tự động tắt đi. Đấy như anh thấy đấy. Khi đặt lại nó sẽ tiếp tục hoạt động. Do là em cho cái mặt nước này nó hơi cao nên là nó không tạo nên nhiều xương lắm. Thì cái cục động cơ phun xương này nó sẽ thích hợp cho những mà bạn nào mà đang có sử dụng điều hòa để tạo cấp độ ấm hoặc là trang trí cho bể cá hoặc là nó bộ cũng rất là tốt. Ok, như vậy là hoạt động sản phẩm hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu danh sản phẩm để gửi hàng cho anh. Đây là cái sản phẩm của anh. Rồi ok. Và rất cảm ơn anh Nguyễn Văn Đợt ở Bình Dương đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.